Hi, welcome to Liêm Dương Art Channel. And today I am going to finish the dog, yellow dog. And I am going to draw this corner because this corner is the last corner. And I make this corner become the bush. I think become some of the mango because I want to paint the fruit and come and let you see my painting and with my that's nice and the corner and I didn't like the approach because the approach is so sweet and make the human healthier and the approach of the corner is perfect because we see the fruit is so sweet. And mango is so popular in Vietnam. And I combine the mango and combine the thing to better. And mango become favorite fruit in Vietnam because it's so sweet and it's so delicious. And yeah, mango when it ripe, it's yellow and we can like it look delicious and nice and I love the mango because mango in Vietnam is so sweet thưa các bạn và hôm nay ấy, là ngày mùng 3 mùng 4 Tết gì đó ở Mỹ rồi. Và hôm nay mình tiếp tục đi học và vẽ tranh và cái góc này ấy, là mình vẽ mấy cái quả xoài và trong mấy quả xoài đấy thì mình rất là thích mấy quả xoài vì nó rất là ngọt và bởi vì xoài mà chín ấy, ở Việt Nam ấy, nó rất là ngon rất là mịn nhất là cái xoài cát đó. Khi mà sang Mỹ thì mình ăn cái quả xoài ở Mỹ thì thực sự là nó không ngon bằng cái xoài cát Việt Nam đâu nhưng mà hoa quả ấy thì mình cũng vẫn phải ăn cho nên ấy, mình thấy gì ngon ấy thì mình nhớ và người ta nói ấy, đó là miếng ngon thì nhớ lâu, còn đâu đau thì nhớ đời. Đó thì miếng ngon ấy, thì dù đi đâu ấy, thì mình cũng nhớ, bởi vì miếng ngon thì mình nhớ lâu và đằng đau thì mình nhớ đời. Nói về miếng ngon ấy, thì chúng ta thấy ấy, đó là nói về miếng ngon ấy, thì chúng ta thấy ấy, đó là ngon chính vì vậy ấy, nó làm tạo ra cái ấn tượng cho chúng ta cho bộ não của chúng ta nhớ nhớ rất là lâu như là chúng ta nhìn thấy một cô gái đẹp được, thì chúng ta cũng cảm thấy nhớ nhung này muốn được gần bên này muốn được
cùng vui đùa này, cùng nói chuyện này, cùng hạnh phúc này, đó như vậy. Nên mình ta nói món ngon nhớ lâu, đoàn lâu nhớ đời, thì quả là không sai. Và khi mà nó ngon ấy, thì người ta sẽ nhớ, và khi dở ấy, thì người ta sẽ không bao giờ muốn, khi mà nó dở người ta sẽ không bao giờ muốn quay lại nữa, không bao giờ muốn ăn lại cái thứ đó nữa, bởi vì trong bộ não người ta đã hình thành một cái sự hình thành một cái sự là ghét nó rồi, thì người ta sẽ không muốn ăn lại cái thức ăn đó nữa, bởi vì nó làm cho người ta đắng miệng này, buồn phiền này, và làm cho người ta cảm thấy là mất đi cái sự vui vẻ hạnh phúc nó bộc lộ trên cái khuôn mặt đó. Thì đây là con chó này, nó cũng là góc độ nghệ thuật này, nó cũng rất là hiền ha. Chúng ta đặt cái mặt lên, giác nó vàng. Và chúng ta cũng có thể dùng cái này cho nó đắp cho nó một chút vàng. Vàng nha. Đó. Vâng, thì khi mà mình qua Mỹ ấy, thực sự thì cũng có rất là nhiều món ăn ngon, và người ta nói đòn đau thì nhớ đời thì quả là không có sai ha, bởi vì khi mà đau quá rồi thì chúng ta sẽ nhớ rất là lâu, nhớ rất là dai đó. Thì sang Mỹ thì mới sang ấy, thì bạn nào có bị chửi không đó, bạn bạn đi làm các bạn có bị bao giờ bị chửi không đó? Thì chính vì vậy nên là khi mà các bạn bị chửi ấy, thì các bạn sẽ nhớ đợi đó, còn đau thì các bạn nhớ đợi, bởi vì ở Việt Nam ấy, thì chúng ta ấy, là trên cái đất nước của mình thôi, nên là khi mà chúng ta chửi ấy, thì chúng ta cũng cũng có thể mà chửi lại được. Nhưng mà qua Mỹ ấy, thì cái thân thế nó lại khác, các bạn thấy đúng không? Đó, thì người ta biết được cái thân thế của mình, và khi mà đi làm ấy, thì mình cũng nhiều thứ mình mới sao ấy, mình cũng không có biết được đó. Thì khi mà chúng ta hiểu về những cái đòn đau nhớ đời ấy, thì chúng ta cũng biết được cái ý nghĩa của nó. Chính vì vậy cái câu tục ngữ của dân gian Việt Nam ấy, bao giờ nó không đúng, và câu đối của ngày Tết này đó là thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cái nêu chẳng báo bánh chưng xanh. Đó, nó cũng là những cái hiện tượng mà đúc kết từ cái kinh nghiệm cuộc sống, bởi vì không ai tự nhiên mà trưởng thành được từ cuộc sống mà không trải qua được những cái khó khăn vất vả ấy. Thì phải khó, rất là khó để mà thành công trong cuộc sống. Đó, bên mình vẽ mấy quả xoài nhé, chứ mình không phải mình đứng đây ấy, mình nói nhảm xong là mình không làm gì nha, mình vừa nói này, mình vừa vẽ này, đó, mình lao động nghệ thuật, đó, mình tạo ra một cái góc vẽ tranh rất là đẹp, đúng không các bạn? Chính vì vậy ấy, các bạn nào thấy vui ấy, thấy hạnh phúc khi mà nghe mình chia sẻ về
cái cuộc sống Mỹ về nghệ thuật ấy, thì đừng quên đăng ký kênh cho mình và đừng quên nhấn nút like, đặt một nút comment và chia sẻ và chỉ cho nhiều người cùng xem để ủng hộ và cùng giao lưu với mình. Đó. Bởi vì nghệ thuật ấy, nó là một chặng đường, nó là một sự kiên trì, sự bền bỉ. Chúng ta không thể nào thành công được nếu mà mất đi sự kiên trì và bền bỉ đó. Và khi mà chúng ta mà kiên trì và chúng ta bền bỉ, chúng ta tạo ra cái cuộc sống này, thì ta sẽ có được một cái sự là thành công. Bởi vì khi mà chúng ta thành công ấy, thì chúng ta mới cảm thấy được cái thành quả của mình ấy, nó có ý nghĩa lớn lao. Bởi vì khi không phải ai ấy, trải qua được cái sự thành công cũng cũng biết được cái sự khổ đau của cái sự thành công ấy, sự đáng trân trọng nữa, mới làm cho nó cảm thấy, làm cho nó được lâu dài, thành công lâu dài và bền bỉ. Đó, người ta nói là thành công là một chặng đường, chứ thành công nó không phải là một cái đích đến. Chính vì thế nên là thành công ấy, nó sẽ đi liền với những thành quả của cuộc sống. Đây là cái bông hoa, và khi mà chúng ta từ bờ góc này ấy, các bạn thấy tranh của mình ở góc này, ở bên dưới này ấy, thì các bạn thấy này, đó, cái canh bạc này đang làm, và cái góc bên này ấy, các bạn thấy không, đó, chúng ta dùng cái này ấy để dập cái brush. Đây, dập brush, và cái bức này ấy, chúng ta làm ấy. Đó, mấy cái quả mình rất là thích, mấy cái quả nó ăn được trong những cái bức tranh ấy. Thì quả nó ăn sẽ rất là ngon, và ngày Tết thì chúng ta làm ấy, đó, những cái bức tranh rất là vui và cho mọi người cùng thưởng thức. Nó cũng mang đậm cái chất văn hóa của mình, đó là văn hóa của nghệ thuật và của sự sáng tạo, nó chất lọc trong cái quê hương của mình và theo mình đi suốt cái cuộc đời đó. Chính vì vậy khi mà chúng ta sáng tạo nghệ thuật thì chúng ta sẽ đem đến cho người xem những gì nó hay nhất, đẹp nhất. Đây, chúng ta thấy được cái này, đó là những cái gì mà sự đúc kết của nghệ thuật. Hôm nay là thứ 2, thứ 3, hôm nay thứ 2 rồi, mai thứ 3 các bạn. Cái này màu vàng, bông hoa, flower là cái bông hoa. Và khi mà chúng ta vẽ được những cái quả này thì chúng ta cảm thấy góc này nó đẹp, và góc kia là những bông hoa thì nó ok, góc này là những cái quả là nó đẹp, còn góc dưới ấy, đó là những cái vườn vườn hoa, rừng hoa đó. Khi mà mình làm ấy, mình muốn cho nó được thật là vừa mắt, mình cảm thấy nó hài lòng ấy, chứ mình không muốn
làm ấy, để người ta nghĩ là mình đang làm nửa vời, và đến một mức nào đó thì mình cũng tạo ra được những cái bức tranh ấy, như là những cái nét này, để người ta nghĩ rằng rằng là cái bức tranh của mình ấy nó có cảm giác mà chỉ có vài đường nét thôi mà nó hoàn thiện. And I am talking about the painting with finish when we had to finish, and when we had to finish our work, that's the moment we know how to finish our work is not easy, so we continue to learn, and we especially know how to when we need it. Biết là nó dừng lúc nào thì thực sự là cũng không khó rồi. Nhưng mà mình cũng muốn bức tranh nó phải giàu màu sắc, giàu màu sắc và giàu giàu cái ý tưởng, giàu màu sắc và giàu ý tưởng để cho người xem cảm nhận được bức tranh đó. Đây, hoa này, lá cành này, và những cái lưỡi thờ lấp lánh này, và quả xoài, trên góc thì mình cũng vẽ xoài rồi thì mình cũng muốn vẽ mấy cái lá luôn đó. Những cái lá thì mình cho cái rót vào đây này. Thì mình muốn lá thì nó màu xanh các bạn ạ, xoài xoài ấy, thì lá màu xanh mình thích lá màu xanh. Để ra được cái này mình vẽ màu xanh này. Đó. Xanh mình vẽ vào đây này. Đó. Thì cái xoài đó nó ăn xoài, lá xoài nó rất là dài này. Chứ lá xoài nó không có ngắn. Đó, lá xoài nó rất là dài. Nhất là cái xoài Việt Nam ấy. Mình nhớ nhớ cái lá xoài ấy dài. Cũng rất là đẹp nữa đúng không các bạn? Đây mình vẽ cho các bạn xem. Đó, đây là cái bức tranh nghệ thuật mà mình vẽ từ trong cái trí tưởng tượng của mình để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Đó là một cuộc triển lãm tranh. Gần hôm nay bé cũng khá là lâu rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào đêm mai thì cũng khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ, 10 giờ tối ở Mỹ, đó là 9 giờ 10 giờ 8 ở Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đêm mai. Chúc các bạn ở Việt Nam một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc và luôn thành công, và yêu những cái chương trình của mình. Và các bạn ở Mỹ cũng vui vẻ và thành công, và một ngày làm việc thật là hiệu quả, kiếm thật là nhiều tiền, và yêu thích chương trình của mình thì cho mình một like nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.